that's exactly what I'm talking about. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, chia sẻ và thích giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người. Hello, xin chào mọi người. Chào các bạn. Hôm nay á là cuối tuần. Thì bây giờ mình mời các bạn ra Buffy cùng với mình nha. Buffy này á là của Channel. Thì như các bạn biết không, Buffy ở Việt Nam á thì mình nghĩ rất là mắc. So với ở bên Mỹ này, Buffy rất là rẻ các bạn. Các bạn biết không, nếu mà mình ăn mà buổi trưa đó, buổi lunch thì cái giá nó rất là rẻ nữa, rẻ hơn ăn buổi chiều. Buffy á rất là nhiều hải sản tươi sống và rất là đa dạng món ăn phong phú. Thì bây giờ mình mời các bạn đi theo chân mình vô trong để thưởng thức các món ăn nhé. Đi nào các bạn. Lấy số và ngồi chờ đợi nha các bạn. Đây mình lấy số là 36 nha. Buổi trưa lên á là có 9.99 thôi đó các bạn, thấy không? Còn nếu đến nơi á là buổi chiều á, nếu các bạn buổi chiều á là 12.99 các bạn thấy đông không? Rất là đông. Nếu mà đi ăn uống á mà các bạn thấy quán mà đông như vậy á, chứng tỏ là quán đó thích ăn ngon đó, các bạn thấy không? Rất là đông, rất là nhiều người. Thì mình đi lấy thức ăn nha các bạn. Đây cơm đây đó, các bạn thấy rất là nhiều món. Vô các bạn tự chọn, muốn chọn món nào các bạn thích. Đây là mushroom, là nấm, tofu, cá, gà, broccoli, con cải xanh, cơm. Rất là nhiều cơm. Bây giờ mình sẽ lấy một dĩa nghêu. Đây, mình sẽ lấy một dĩa nghêu, mình ăn nghêu. Mình rất thích cái con nghêu này. Còn đây là một dĩa này mình mới lấy. Đây là pizza nha các bạn. Nói chung á, ăn bao nhiêu, nếu mà mình nhắm mình ăn nổi bao nhiêu thì mình lấy thôi, đừng có lấy nhiều quá để mình còn dùng những món khác nữa. Đây là một nhĩ, đây là bắp mỹ. Đó, mình sẽ lấy một cái bắp này. Mình thích ăn bắp, mình chọn miếng bắp mình ăn. Bắp mỹ nó rất là ngọt các bạn. Là nấm mèo á các bạn. Giòn, ngon. Đây là đậu tô ven. Đậu tô ven. Nơi đây á các bạn biết không, mình lấy thức ăn tự chọn. Mình thích ăn mì, ăn rau, ăn thịt, ăn cá, ăn thứ gì mình tự lấy xong rồi mình đem lại ở đó người ta xào cho mình. Xào tại chỗ luôn, nói chung là xào tại chỗ luôn. Bây giờ mình lấy cho các bạn xem nha. Đó, mình thích gì mình cứ tự lấy. Rất là thứ tự, rất là thứ tự ra đấy nha. Bây giờ mình lấy cái bắp luôn. Mình lấy bắp luôn các bạn. Và mình lấy nấm. Mình thích ăn nấm. Rồi mình lấy chi con bò. Cucumber là dưa các bạn, dưa bên đây này,
Broccoli là con cải xanh, một cốc giá, bỏ vô một cốc giá. Đây bây giờ bắt đầu tới là những món và bạn đây, đây là thịt gà, chứ còn đây là tôm, sau đó lấy tôm, quên, tôm, bỏ cốc thịt. Ở đây là thịt bò nha, đó, trứng, ai muốn ăn trứng thì ăn, thịt bò nhiều loại. Mình lấy một cốc thịt bò, thịt bò. Đây là ai thích ăn steak á thì mình lấy mình bỏ vô dĩa, cái dĩa của mình đó là ta lại đó mà ta nướng cho mình đó, nếu mình thích ăn steak. Rồi mình rất lai từ từ để mình lấy mì, mình thích ăn mì xào. Rồi thịt bò mình ăn nhiều quá rồi, mình ăn ở đây mình ăn thịt bò ở Mỹ rất là nhiều bò nên mình không có thích ăn steak. Lấy mì mình bỏ vô nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy mì. Rồi mình lấy mì mình bỏ vô đây. Đó. Rồi đó. Mình không có ăn thịt nhiều, mình chỉ ăn mì thôi, mình không có thích. Đó. Rồi mình đứng đây mình đợi. Mình đợi cho người ta tới nơi ta chiên cho mình. Đó, mình get like chờ đợi. Đó các bạn thấy không? Đây. Get like chờ đợi. Đây, người ta đang xào đây. Sushi nha. Đây, sushi. Bên đây là bánh nha các bạn. Đây, sushi luôn. Đây, cá tươi luôn. Cá tươi sống luôn. Đây là gia vị đi kèm, salad. Rồi
dĩa mà được nãy thì tự chọn á, mình thích cái gì á thì mình lấp bỏ vô đây rồi đã xào cho mình đó. Có được dĩa đồ xào nè, nãy mình tự chọn nha, mình không ăn thịt nhiều, mình không có thích thịt. Cơm tươi lắm, cơm tươi quá. Nó vẫn thích dưa, vẫn thích ăn dưa. Còn ở đây là dĩa cá nha. Cá đây là cá chín, cá chiên rồi nha các bạn. Đây, cá thì cá chiên. Còn đây là cá sống. Nếu ai thích ăn đồ tươi sống rất là tươi nha các bạn. Đó là tươi, tươi sống. Có trái ô liu, ăn trái ô liu và ăn miếng cá sống vô. Đó, đây là một cái trái ớt ngâm. Bỏ trái ớt ngâm giấm, rất là ngon. Đây là cá chiên, mình ăn thẳng miếng cá chiên nha các bạn. Ngon quá, rất là ngon. Bây giờ là mình ăn kỳ tết nha các bạn, ăn món tráng miệng đó. Bây giờ mình ăn rất là nhiều món mặn rồi, bây giờ mình sẽ lấy bánh trứng. Đây, bánh trứng. À, bánh trứng. Và lấy trái. Được có ra cho mình. Mình sẽ lấy một cái chuối chiên. À, một miếng chuối, một miếng chuối chiên rất là ngon. Mình sẽ lấy một cái bánh bao và một cái bánh giống bánh ú lá chè mà nó tháng 5 mình vậy đó các bạn. Đây là bánh bao đây các bạn. Một cái bánh bao nha, một cái bánh bao đây. Và mình sẽ lấy một cái có súp đồ luôn nha các bạn. Đây là súp rất là ngon mà mình no quá rồi thôi, mình ăn không có nổi nữa. Bây giờ mình lấy một cái bánh, cái bánh này giống một cái bánh ú lá tre của mùng 5 tháng 5 người Việt mình. Tại vì cái tiệm này là cái tiệm của Trung Quốc mà China mà nó phong tục nó cũng chưa nan đá, với lại cái văn hóa cái phong tục nó cũng giống với Việt Nam mình. Còn ở đây là marshmallow nha các bạn. Đây là giống như là cái kẹo bông gòn vậy đó. Mình lấy một cái đây nè. Đó. Rồi mình quét vô trong cái lạc này nè các bạn. Đó. Đó. Cái này mấy đứa trẻ em đó. Xem nha. Đó. Đó. Ngon. Nó rất là thơm đó. 12 vị kem. À, bên đây 6 vị. Bên đây 6 vị. Ai muốn ăn loại nào thì ăn. Đó, thoải mái. Rất like, lấy kem ăn nha các bạn. Lấy kem matcha và lấy kem chocolate nha các bạn. Lấy kem matcha. Kem nha các bạn. Đây là kem matcha, vị matcha. Ăn về hoài. Ú luôn. À.
ngon quá à. Nước chả ngon. Cảm ơn các bạn. Cánh miệng reset nha, reset cam. Cam ở đây là thoải mái luôn. Cam ở Cali là xứ sở của cam. Orange County là xứ sở của cam. Có nghĩa là cam là đặc trưng của cái nơi mình sinh sống. Mà nó không phải chua, nó không có chua giống cam Việt Nam mình, cam sành hay là cam gì đó, cam mật gì đó, nó chua lắm. Nhưng mình phải quậy ra bằng nước mình uống. Còn cam Mỹ này á, nó ngọt luôn, ăn tươi luôn, khỏi còn phải làm nước cam uống gì hết á. Chia sẻ và thích quý vị nhé. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.